Cảm ơn. Anh à, tôi đã bảo chỗ này một tháng rồi, kêu luôn những quyền thủ khác tới đây tập trung luôn đi. Hơn nữa mọi người không cần phải thận trọng tới vậy. Nè, thích gì thì cứ tập hả? Go, đừng có phí chỗ này. Bao hết chỗ này trong một tháng vậy chắc mắc tiền lắm. Có tiền thật là tốt ha. Nè, à, người mới kia, Sitting, thường hay tập cái gì? Bảo cá, speedbet. Đều được hết. Tôi phải tuân thủ vị trí, không cần khách sáo. À, Leo à, lần trước anh nhìn qua cũng đã biết huấn luyện viên đó không được rồi. Anh đâu thể nào dở hơn đệ tử của anh, đúng không? Làm huấn luyện viên của tôi đi, không cần phải mắc cỡ. Biết đâu sau khi anh thử mấy chiêu với tôi, hứng thú với kỹ thuật của tôi, muốn dạy tôi thêm thì sao? Lên đi. Mấy câu nói này cậu để dành cô gái đi. Ok, được. Tất cả mọi người đứng ở đó cũng đâu có làm gì đâu. Hay là qua đây cầm bia cho tôi được không? Anh không phản đối chứ? Họ sẽ tự mình quyết định. Oli. Không. Stone. Tôi không muốn. Còn người mới? Tôi không biết chơi. Cô không biết. 1.000 đô một quyền. $2.000 một quyền. Không lên thì người khác sẽ lên đó. Không đủ hấp dẫn sao? 3.000 đô một quyền. 3.000 đô lần một. 3.000 đô lần hai. 3.000. Để tôi làm. Vậy mới đúng chứ. Come on. Thì ra cô không biết thật hả? Tôi còn tưởng cô giỏi như sư tỷ của cô chứ. Tôi không sao, không sao. Tôi chưa đứng vững vững thôi mà. Lại đi. Cô không sao thật hả? Lại đi. Cô chắc không đó? Lên đi. Tôi không nương tay đâu. Được rồi. Xin lỗi nha, quyền thuật không có mắt.